Hello, xin chào các bạn đến với kênh Bên Đất Quật của Phan Tuyền. Hôm nay mình sẽ cập nhật một số tin tức liên quan đến vấn đề Vinod và Bên Đất Quật. Như vậy là sau một tuần thì Ecoteam đã cập nhật chính thức cơ bản Vinod 0.5.0. Như vậy là hiện tại là tất cả các node ở Việt Nam cũng như trên toàn cầu đã bắt đầu hoạt động bình thường rồi và hết lỗi rồi. Một số lỗi cách đây khoảng 2 đến 3 ngày thì toàn bộ các lỗi mình đã fix cho hỗ trợ anh em cộng đồng rất là nhiều. Như vậy là Bitcoin đã tung ra bản cập nhật 0.5. Như vậy các bạn sẽ hiểu gì về cái bản bên nó 0.5 này? Thì mình sẽ chia sẻ cho với đại anh em. Chúng ta sẽ cùng quay lại trang web chính của nó. Nó nói rất là rõ là phiên bản Node 0.5.0 là chuẩn bị các nút cho mainnet. Với bản cập nhật này, Binance sẽ chuyển sang blockchain TX2, thử nghiệm chuyển đổi giữa các blockchain cho phép người chạy Node chuyển đổi suôn sẻ sang mainnet khi có sẵn. Ngoài ra, TX2 sẽ cung cấp một môi trường tương thích và có thể so sánh hơn mà các nút trên blockchain mainnet. Các nút có thể tiếp tục sử dụng TX, tức là TX một ban đầu ngay bây giờ, nhưng blockchain này sẽ bị đóng để các nó sử dụng. TX sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường đối với những người tiên phong và phát triển ứng dụng vì không cần thực hiện hành động nào vào lúc này cả. Đảm bảo rằng các ứng dụng Pi có thể duy trì ổn định và hiệu suất mà không yêu cầu thêm công việc từ các nhà phát triển ứng dụng Pi. Điều này cho phép thì việc thiết lập TX2 trong tương lai dễ dàng hơn, chỉ ảnh hưởng đến các nút và sẽ không ảnh hưởng đến các ứng dụng của Pioneer và Pi tiếp tục sử dụng TX gốc. Như vậy, qua cái nội dung này, chúng ta sẽ thấy rõ là trong các ứng dụng của chúng ta đó, những bạn nào đã cập nhật cái đó cỡ thành công thì nó sẽ tự động chuyển cho ta một cái giao diện như thế này. Đó là TX1 và TX2. Trong đó có TX1 á, là TX cũ của chúng ta. TX cũ của chúng ta bây giờ có số khối của nó là tầm khoảng 17-18 triệu rồi. Là chúng ta sẽ coi cái block number này. Cái TX1 này á, nó chỉ có tác dụng cho những người muốn hoạt động, muốn cái nối thì cái nối, không muốn thì thôi. Và nó chỉ có tác dụng chính đối với các nhà phát triển ứng dụng Pi. Đây, nó nói rất là rõ nè, nhà phát triển ứng dụng Pi. Như vậy, đối với TX2 đó là các DApp cũng như cái eApp trong cái giải hackathon ta, nó hiện tại nó vẫn đang phát triển ứng dụng trong TX1 nhưng mà chưa chạy trên TX2. Cái TX2 này nó chỉ chạy trên các node hiện tại trên toàn cầu thôi, nhưng mà sẽ trong thời gian tới các đề app sẽ chính thức kết nối với blockchain TX2 này. Đấy. Có một số nốt mà khi chúng ta cập nhật thành công á, thì nó sẽ có hai cái nốt là nốt TX1 và TX2. TX1 này á, là dùng để chạy blockchain cũ, còn TX2 này á, này sẽ chạy blockchain mới. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái điểm khác biệt của nó như sau. Trong cái blockchain TX2 này nó sẽ có là 274.000 khối. Đấy, đây là block mới nó chạy, mà khóc này block này nó chạy bắt đầu từ tuần trước rồi và bây giờ số khối hiện tại của nó là 245 khối. Đối với những nốt mà cài mới thì nó sẽ không có cái này, không có tới đến một và sẽ không có cái nút Select Environment này là lựa chọn khối blockchain. Đấy, nếu các bạn cài nốt thì chúng ta không nên chọn tới đến một mà chúng ta chọn tới đến hai, bởi vì máy nó của mình nên chạy cái khối blockchain mới nhất để đóng góp vào sự testnet của cái hệ thống blockchain. Nên rất rõ. Đấy. Có một số bạn hỏi mình tại sao lại nói mình đã cập nhật nhưng mà không có cái này. Tức là tùy theo máy, tùy theo node mà nó sẽ có được blockchain đấy hay không. Như mình là có, một số bạn thì không có. Nhưng mà đa số các bạn cài mới là không có cái nút này, nút chọn blockchain này. Cái vấn đề thứ hai nữa là vấn đề tác động đến mạng mở như thế nào. Thì trong cái nội dung này, Bitcoin cũng đã chia sẻ, mình sẽ nói về phân tích cái này. Trong bản cập nhật nó cuối cùng, có nút là trung tâm của sự phân cấp cho blockchain Pi và có thể truy cập đối với bất kỳ người tiên phong nào có máy tính từ cái nó internet và tiến hành của chúng rất quan trọng để đạt được tầm nhìn của bên network khi chúng ta tiến tới mạng mở vào cuối năm 2000. Từ như vậy là một lần nữa anh Nicolas và đội ngũ Bitcoin lại nhắc đến cho chúng ta một cái quan trọng nữa,
đó chính là màng mỡ vào cuối năm 2024. Điều này gần như là chắc chắn, có khả năng là vào Giáng sinh năm nay là ngày 25 tháng 12 năm 2024. Nó phiên bản 0.5 có nghĩa là chúng ta đang tiến gần hơn đến việc nhận ra tiện ích của mạng lưới. Hiện tại là hơn 200.000 nó máy của chúng ta, tương đương với hơn 1 triệu nhân bị lỗi luôn, giải phóng tiềm năng của chúng và vì lợi ích của tất cả những người tiên phong và thế giới rộng hơn. Đấy. Mong đợi các bạn cập nhật trong tương lai khi chúng ta phát triển mainnet node phải rất là rõ như thế này này. Đấy. Như vậy là khi mà chúng ta chạy node đó, là chúng ta sẽ có Testnet 1 và Testnet 2. Một số bạn hỏi mình là Testnet 1 là gì, Testnet 2 là gì? Testnet 1 hồi nãy mình cũng đã nói con Testnet rồi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ nói về cái Testnet 2. Là chúng ta sẽ quay trở lại cái trang sách trắng của Pico Team. Cái phần lập trình thì có nói rõ cái giai đoạn Testnet 2 là giai đoạn chúng ta đang chạy đây. Và chúng ta cách cái giai đoạn 3 ở bên mainnet chỉ bằng một nút bấm. Giờ chúng ta bấm nút là nó chuyển sang sẽ lại mainnet ngay lập tức. Như vậy cái trong giai đoạn 2 Testnet này nó sẽ nói những gì thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Những bạn nào không biết thì chúng ta sẽ cùng nghiên cứu và bóc tách vấn đề này. Giai đoạn 2 Testnet. Trước khi chúng tôi khởi chạy mạng chính, phần mềm Node sẽ được triển khai trên mạng thử nghiệm. Mạng thử nghiệm sẽ được sử dụng biểu đồ tin cậy chính xác giống như mạng chính nhưng trên đồng bi thử nghiệm. Đấy, như vậy cái mạng chính của ông ta đang chạy nhưng đồng bi này là bi Testnet thôi. Nhóm cốt lõi bi sẽ lưu trữ một số nốt trên mạng thử nghiệm nhưng để khuyến khích nhiều người tiên phong bắt đầu các nút của họ trên Testnet. Trên thực tế, để bất kỳ nút nào tham gia mạng chính, chúng nên bắt đầu trên Testnet, tức là Testnet 1. Mạng thử nghiệm sẽ được chạy song song với trình giả lập bi trong giai đoạn 1 và định kỳ. Ví dụ, hàng ngày kết quả của hai hệ thống sẽ so sánh để nắm bắt khoảng trống và được bỏ lỡ trong mạng thử nghiệm. Điều này sẽ cho phép các nhà phát triển bi đề xuất và thực hiện các bản sửa lỗi. Đấy, như vậy là hiện nay là chúng ta đang có cái hai cái bản Testnet 1 và Testnet 2 và chạy song song với nhau. Và Testnet 2 sẽ chạy sau. Và nếu mà bị lỗi thì sẽ sửa chữa và Testnet lại và fix lại. Sau khi chạy đồng thời và kỹ lưỡng cả hai hệ thống, Testnet sẽ đạt đến trạng thế mà kết quả của nó luôn luôn khớp với trình giả lập. Vào thời điểm đó, khi cộng đồng đã cảm thấy sẵn sàng, bi sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Giai đoạn tiếp theo là giai đoạn mainnet. Như vậy là gì? Như vậy là trong hiện tại blockchain đang chạy, chúng ta luôn luôn chạy hai cái, Testnet 1 và Testnet 2. Testnet 1 bây giờ là chỉ dành cho các nhà phát triển DApp để tải lên cái hệ sinh thái bi. Testnet 2 là Testnet đang chạy cho cái hệ thống node trên toàn cầu. Và cái DApp nó chưa chạy lên đây được, hiện nay đang chạy Testnet 2 và sẽ chuyển trực tiếp lên cái Testnet 2 trong thời gian tới. Như vậy là qua các bản cập nhật này chúng ta sẽ thấy rõ được vai trò rất là quan trọng trong việc mà đưa các bản cập nhật Binode phiên bản 0.5 ngày hôm nay. Nó rất là tuyệt vời, nó sẽ là một bản lề để cho việc mainnet vào năm 2024. Binode nó rất rõ nè, sẽ mạng mở sẽ tiến hành vào năm 2024. Đấy. Trong quá trình chạy node thì các bạn nào bị lỗi hoặc là chưa cập nhật thành công cái bản phiên bản Binode 0.5 này, các bạn liên hệ với mình qua số Zalo ở bên dưới để mình hỗ trợ cập nhật cũng như là khóa lỗi cũng như là fix lỗi cho các anh em chạy node. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn có thể cho một đăng ký kênh, một like để ủng hộ nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.